đóng qua không ít tác phẩm lớn nhỏ, hợp tác với biết bao nhiêu nam thần, phản ứng hóa học giữa Triệu Lệ Dĩnh và các bạn diễn khác giới trên màn ảnh nhỏ dường như chưa bao giờ có dấu hiệu bị dập tắt. Hầu như ở bộ phim nào, những phân cảnh tình cảm của nữ diễn viên sinh năm 1987 với các nam thần cũng ngọt ngào và vô cùng lãng mạn. Chính vì sự tương tác tuyệt đối đó mà không ít lần cô nàng vướng vào tin đồn phim giả tình thật với bạn diễn của mình. Là fan của Triệu Lệ Dĩnh thật đau đầu, bởi mỗi khi nàng đi đóng phim là y như rằng hiệu ứng cặp đôi sẽ bùng nổ mãnh liệt, khiến khán giả chẳng biết nên đẩy thuyền Dĩnh với ai mới là chân ái. Nhưng hiện tại ngoài đời, Triệu Lệ Dĩnh lại đang dính tin đồn hẹn hò với Phùng Thiệu Phong, bạn trai cũ của Lâm Duẫn. Dưới đây là 7 lần nên duyên với nam thần trên màn ảnh đình đám của nữ diễn viên sinh năm 1987 trước khi nên duyên với Đường Tăng. Thứ nhất, Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu. Trước khi nổi đình nổi đám như bây giờ, Triệu Lệ Dĩnh đã từng là bạn gái tin đồn của nam diễn viên Trần Hiểu. Sau khi cả hai cùng góp mặt trong bộ phim cổ trang Lục Trinh Truyền Kỳ năm 2013, truyền thông đã tung ra không ít bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa hai người vượt quá mức tình bạn. Không có lửa thì làm sao có khói? Ai bảo Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu ở trong phim cứ nhìn nhau là tình bể tình, rồi liên tục dính như sam trong hậu trường. Nhìn vào những hình ảnh này, rất nhiều cư dân mạng cho rằng cặp đôi thực sự đã có tình cảm với nhau, bởi ánh mắt với những cử chỉ thân thiết giữa họ quá đỗi tự nhiên và chân thực. Dẫu giờ đây Trần Hiểu đã là chồng người ta rồi, nhưng khán giả có lẽ vẫn không bao giờ quên được một thời kỳ huy hoàng của cặp đôi Dĩnh Hiểu trên màn ảnh. Thứ hai, Triệu Lệ Dĩnh, Trương Hàn. Phản ứng hóa học giữa Triệu Lệ Dĩnh và bạn diễn Trương Hàn trong Sam Sam Đến Rồi năm 2014 cũng rất tốt. Dù bị ném đá không ít vì đôi lông mày sâu gióm khó coi, nhưng Sam Sam Triệu Lệ Dĩnh vẫn chinh phục được khán giả bằng khả năng nhập vai ấn tượng của mình. Nói không ngoa khi cho rằng 99% thành công của Sam Sam Đến Rồi là nhờ vào sự tương tác giữa cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh vai Sam Sam và Trương Hàn vai Phong Đằng. Tương tự như Trần Hiểu, hiệu ứng cặp đôi Dĩnh Hàn cũng dần đi vào quên lãng, bởi hiện tại Trương Hàn đang rất hạnh phúc bên cổ lực Na Chat. Thứ ba, Triệu Lệ Dĩnh, Hoắc Kiến Hoa. Trong số các bạn diễn nam mà Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác, Hoắc Kiến Hoa là người có cách biệt tuổi tác với cô khá lớn. Nhưng không vì thế mà cặp đôi Dĩnh Hoa của Hoa Thiên Cốt năm 2015 bớt ngọt ngào và bớt tình cảm. Thậm chí có nhiều khán giả còn cho rằng, chỉ khi đóng cùng với nam thần họ Hoắc, Triệu Lệ Dĩnh mới thực sự thăng hoa về mặt cảm xúc. Chuyện tình của hai sư đồ tiểu cốt Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Tử Họa Hoắc Kiến Hoa trong tác phẩm này đã từng khiến các trang mạng giải trí tốn không ít giấy mực. Các bạn diễn nam của Triệu Lệ Dĩnh đều lũ lượt đi lấy vợ, bỏ lại một mình nàng bơ vơ. Cả Hoa Ca cũng vậy, giờ Bạch Tử Họa đã hạnh phúc trong vòng tay của một người phụ nữ khác không phải là tiểu cốt. Thứ tư, Triệu Lệ Dĩnh, Trần Vĩ Đình. Triệu Lệ Dĩnh dường như rất có duyên đóng phim với nam thần Trần Vĩ Đình. Sau Thục Sơn Chiến Kỵ Kiếm Hiệp Truyền Kỳ năm 2015, Triệu Lệ Dĩnh lần nữa trở thành người tình màn ảnh của Trần Vĩ Đình trong Lão Cửu Môn năm 2016. Dù là thể loại cổ trang huyền huyễn như Thục Sơn Chiến Kỵ hay dân quốc hành động như Lão Cửu Môn, cặp đôi Dĩnh Đình vẫn hết sức lãng mạn, khiến các fan đứng ngồi không yên. Sang đến Lão Cửu Môn, phản ứng hóa học của cặp đôi Dĩnh Đình còn bùng nổ hơn cả bộ phim trước đó. Nàng Doãn Tân Nguyệt, Triệu Lệ Dĩnh tuy ban đầu hơi bướng bỉnh cứng đầu, nhưng cuối cùng cũng bị soái ca Trương Khởi Sơn, Trần Vĩ Đình gơ đổ. Thứ năm, Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong. Cặp đôi Dĩnh Phong hay Phàm Giao trong Chu Tiên Thanh Vân Chí năm 2016 cùng sở hữu lượng fan cực khủng. Dù Chu Tiên bị đánh giá là rác phẩm, nhưng vẫn có rất nhiều khán giả quyết đu phim đến cùng. Lý do duy nhất có lẽ là bởi mối tình sâu nặng đầy cảm động giữa Trương Tiểu Phàm, Lý Dịch Phong và Bích Giao, Triệu Lệ Dĩnh. Thứ 6, Triệu Lệ Dĩnh, Lục Nghị. Ông Hoàng Rating Lục Nghị từng có cơ hội bén duyên màn ảnh với nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Yên Chi năm 2016. Vốn là một người dày dặn kinh nghiệm diễn xuất, nên hầu như Lục Nghị đều là người chủ động dẫn dắt Triệu Lệ Dĩnh trong mọi phân cảnh tay đôi. Tuy nhiên, nàng Yên Chi vẫn không hề bị lu mờ bởi khả năng ăn nhập với bạn diễn cực tốt của mình. Yên Chi là một tác phẩm thuộc thể loại chính kịch nên yếu tố tình cảm chỉ được đan cài vào nhằm làm giảm độ căng thẳng của phim. Hay nói cách khác, Triệu Lệ Dĩnh và Lục Nghị không có quá nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm ở trong phim. Vì vậy, đối với khán giả, mỗi khoảnh khắc mặt chạm mặt, tay chạm tay của cặp đôi Dĩnh Nghị đều rất đáng quý. Thứ 7, Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân. Nam diễn viên Lâm Canh Tân chính là người tình màn ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim truyền hình hot nhất mùa hè năm nay tại Trung Quốc, Sở Kiều Truyện. Dù nam phụ đậu kiêu liên tục đục thuyền, nhưng cặp đôi Trăng Vũ Văn Nguyệt sao Sở Kiều vẫn mãi là chiến hạm. Cũng đành chấp nhận, phận nam thứ thì muôn đời phải chịu khổ, có cố đến mấy thì cuối cùng nữ chính cũng chạy theo người đàn ông đích thực kia thôi.
Ở hậu trường, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng vô cùng thân thiết. Hai tỷ đệ trông thật đẹp đôi khi sánh vai cùng nhau trong một lễ trao giải. Chẳng trách biết bao nhiêu khán giả nguyện đẩy thuyền Dĩnh Tân. Quả thực khả năng tương tác với bạn diễn nam của Triệu Lệ Dĩnh thật sự không thể đùa được đâu. Dù là nam thần nào đi nữa thì nữ diễn viên vẫn mạnh dạn đóng những phân cảnh thân mật, tình cảm ngon lành cành đào.